vua bất động sản Sài Gòn, sự thật và giai thoại. Ai được mệnh danh là vua bất động sản tại Sài Gòn, Chợ Lớn? Khi xưa, người dân có câu rằng Nhất Sĩ, Nhị Phương, Tam Sườn, Tứ Hỏa, và ông chính là một trong tứ đại phú hộ của vùng đất Nam Kỳ Lục Tỉnh. Người dân vẫn kể cho nhau nghe nhiều giai thoại về một người đàn ông đã làm giàu từ một cánh ve chai. Tên tuổi của ông đã gắn liền với giai thoại về con ma nhà họ Hứa. Người đó không ai khác chính là Huỳnh Văn Hoa, người tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc hay còn được gọi là Hư Bon Hoa, Hoang Quyên Hư theo cách phiên âm tiếng Phúc Kiến. Tên Hứa Bổn Hòa là do người dân Nam Kỳ khi đó phỏng đoán và phiên âm Việt hóa cho dễ đọc, nhưng vẫn quen gọi thân mật là chú Hỏa. Trước đây, người dân Nam Kỳ vẫn hay gọi người Hoa là chú, và chúng ta có tên chú Thòn, chú Tắc. Riêng còn tên Hỏa cũng có thể do phỏng đoán đọc từ chữ Hui Bon Hoa mà ra. Chú Hỏa theo Công giáo và để thuận tiện cho việc kinh doanh nên ông đã nhập quốc tịch Pháp, lấy tên Dinh Baptist Bùi Hoàng Hoa. Các con cháu của chú Hỏa đều mang họ Hui Bon Hoa nhưng chỉ khác tên Pháp đứng đầu. Chú Hỏa có 3 người con trai, không có con gái. Các con của chú Hỏa lần lượt là Huỳnh Trọng Huấn, Huỳnh Trọng Tán và Huỳnh Trọng Bình. Một phần của 3 người con được chôn cất trong khu nghĩa trang của gia đình tại dốc chú Hỏa, ngã tư Bình Thung, thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương. Trước năm 1975, hãng phim tư nhân Dạ Lý Hương đã sản xuất bộ phim Con Ma Nhà Họ Hứa. Phim được giới thiệu là phỏng theo bi kịch gia đình chú Hỏa có cô con gái bị bệnh phong cùi qua đời. Mục đích cũng chỉ để câu khách đến rạp xem phim. Năm 1901, chú Hỏa cùng vợ về thăm quê hương nhưng đột ngột qua đời. Theo sử sách Cuối Đời Thanh, ông được chôn cất tại Tuyền Châu, Trung Quốc. Nhưng theo tư liệu của Bảo tàng Hoa Kiều Tuyền Châu thì chú Hỏa mất ở Sài Gòn, vợ được chôn cất ở Tuyền Châu. Đến nay, không một ai biết mộ thật của chú Hỏa ở đâu. Con cháu chắc biết nhưng giữ kín vì sợ đụng chạm lông mạch gây bất ổn cho gia đạo. Tất cả thành viên của dòng họ Hui Bon Hoa đã rời Việt Nam trước năm 1975. Họ sang Anh, Mỹ, Đài Loan, Hồng Kông lập nghiệp nhưng đa số vẫn sinh sống ở Pháp. Chú Hỏa phải chăng đã phất lên từ cánh ve chai? Hiện nay có rất nhiều giai thoại khác nhau được truyền tai về quá trình lập nghiệp, làm giàu của chú Hỏa. Sách báo ngày trước viết về chú Hỏa như sau: hai cha con chỉ có đôi quan gánh sang đất Nam Kỳ làm nghề ve chai. Từ Sài Gòn, gia đình đến các vùng ngoại thành, gặp thứ gì cũng mua, gom về đem bán lại cho một vựa ở Chợ Lớn. Có người nói là chú Hỏa mua một chiếc ghế nệm cũ, may mắn tìm thấy được một túi vàng trong đó. Ly kỳ hơn là câu chuyện chú Hỏa thông thạo chữ Hán, may mắn đã mua trúng đồ cũ, mua rẻ, bán đắt mà trở nên giàu có. Người tâm linh tin rằng chú Hỏa an táng mộ cha đúng long mạch, nhờ vậy mà làm ăn trở nên phát đạt nhanh chóng. Con cháu chú Hỏa cho biết sự thật con đường làm giàu của ông cha hoàn toàn khác. Chú Hỏa đã từng quen biết, làm việc chung với một người Pháp. Ông này quý mến chú Hỏa vì tính siêng năng và tốt bụng nên đã giúp vốn để ông khởi nghiệp. Chú Hỏa mở tiệm cầm đồ đầu tiên là căn nhà nằm ở góc đường Phó Đức Chính và Nguyễn Thái Bình, thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Chú Hỏa đã tích lũy được một số tiền kha khá. Chú mua đất, xây 3 căn nhà sát nhau trên đường Phó Đức Chính, mỗi căn dành cho một người con. Người bạn Pháp đó là Antoine Oliatro, sinh năm 1844 và mất năm 1908. Ông là một thương gia nổi tiếng, đầu tư trong nhiều lĩnh vực lúc bấy giờ. Về sau, Antoine đã trở thành ứng cử viên đầu tiên cho cuộc bầu cử Quốc hội Cochin Chiné, tức lãnh thổ Cộng hòa tự trị Nam Kỳ thời Pháp vào năm 1881. Antoine và chú Hỏa dần trở thành bạn thân thiết. Chú Hỏa luôn ghi nhớ công ơn Antoine đã dìu dắt, tận lực sát cánh cùng mình trên bước đường chinh phục sự nghiệp lớn. Mối tâm giao giữa hai gia tộc này đến nay đã hơn 100 năm nhưng vẫn bền chặt như thuở ban đầu. Chú Hỏa được tiết lộ thông tin về kế hoạch xây dựng chợ Bến Thành mới thay cho chợ cũ của chính quyền Pháp. Ông nhanh tay mua cả khu đất sình lầy hoang phế đối diện quảng trường Quách Thị Trang ngày nay. Ít lâu sau, chợ Bến Thành mới đã khởi công xây dựng. Chính quyền thực dân không cưỡng chế chiếm đất mà còn thương lượng đền bù cho chú Hỏa một số tiền rất lớn. Chú Hỏa đã sở hữu rất nhiều nền đất có giá trị lớn xung quanh ngôi chợ. Đây cũng là công thức chung để thành công của các đại gia bất động sản, nắm thông tin quy hoạch, mua trước đón đầu những khu đất với giá rẻ, xây dựng và bán lại với lợi nhuận khủng. Chú Hỏa, vua bất động sản, một tấm lòng vàng. Sau khi chú Hỏa mất, các con đã xây dựng lại 3 căn nhà xưa trở thành tòa nhà lớn, được dân gọi là nhà chú Hỏa với 99 cửa nguyên nga giữa trung tâm Sài Gòn. Tòa nhà do ông Rivera, một kiến trúc sư người Pháp thiết kế vào năm 1929 và xây xong vào năm 1934. Từ năm 1987, nhà chú Hỏa đã trở thành bảo tàng mỹ thuật thành phố. Các con chú Hỏa đã cùng con của người bạn Pháp thành lập công ty liên doanh Louis Oliatro, Hui Bon Hoa để quản lý các tiệm cầm đồ ở Sài Gòn, Chợ Lớn.
Năm 1925, Tổng công ty Bất động sản Huy Bon Hoa được thành lập để quản lý gần 30.000 căn nhà phố khắp Sài Gòn, chợ lớn. Công ty này được tiếng là rất biết điều và không bao giờ làm khó người làm mướn. Chú Hỏa là người đầu tiên đã đặt nền móng vững chắc giúp các con phát triển kinh doanh về sau. Trong suốt quá trình kinh doanh, gia đình chú Hỏa luôn biết chia sẻ lợi ích với cộng đồng cũng như với chính quyền Pháp. Phần lớn các công trình đều do các con chú Hỏa xây dựng sau khi ông mất, nhưng người dân đã quen gộp chung dưới tên chú Hỏa. Họ tổ chức nuôi cơm những người vô gia cư và hiến tặng hàng loạt công trình phúc lợi xã hội mà lưu danh đến tận ngày nay. Đó là Phước Thiện Y Viện xây năm 1909, nay là Bệnh viện Nguyễn Trãi quận 5, Chẩn Y Viện năm 1937, nay là Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn quận 1, Chùa Phụng Sơn xây năm 1949, Chùa Kỳ Viên xây năm 1952. Năm 1937, các con chú Hỏa hiến đất và xây dựng Bảo Sanh Viện Đông Dương, hay còn gọi là Nhà Sanh Chú Hỏa. Đến năm 1948, bệnh viện được mang tên của Thái hậu Triều Nguyễn là Từ Dụ, có nghĩa là một người nhân thật độ lượng. Tuy nhiên, người dân đã đọc chệch thành Từ Dụ. Về sau, bệnh viện đổi tên là Bảo Sanh Viện Từ Dụ, hay còn gọi là Bệnh viện Từ Dụ. Khách sạn Majestic Sài Gòn được xây dựng năm 1925, gồm 3 tầng với 44 phòng, trang bị máy điều hòa không khí đầu tiên ở Đông Dương. Tổng công ty Bất động sản Huy Bon Hoa đã góp phần tạo nên diện mạo của Sài Gòn Hoàng Ngọc Viễn Đông. Chính quyền Pháp đặt tên Huy Bon Hoa cho một con đường lớn chạy qua khu đất rộng lớn của ông. Về sau, con đường này đổi thành đường Lý Thái Tổ, địa giới quận 3 và quận 10 cho đến nay. Trong cuốn Sài Gòn năm xưa, học giả Phương Hồng Sển đã khen ngợi tuy làm giàu cho họ đã đành, nhưng cũng giúp ích rất nhiều cho sự mở mang thịnh vượng kinh tế miền Nam. Hơn trăm năm trước, một chàng trai 20 tuổi, tay trắng đi thuyền từ Phúc Kiến Trung Quốc đến Sài Gòn kiếm kế sinh nhai. Chàng trai ấy đã cùng mấy đời con cháu của mình góp phần xây dựng vùng đất Nam Kỳ thành một xứ phồn vinh. Cảm ơn bạn đã dành thời gian xem video này. Hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.